Hi, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của bình luận viên Trần Quân Linh. Mọi người đã đăng ký kênh chưa nào? Nếu chưa thì ủng hộ tôi một cái nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Như vậy là kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021 đã chính thức khép lại và bom tấn lớn nhất mang tên Kylian Mbappe đã không phát nổ. 160 triệu euro, 180, 200, thậm chí là 220 triệu euro, Real Madrid đã chấp nhận nâng giá hết mức nhưng Paris Saint-Germain cự tuyệt nói không. Mbappe tuyên bố vui vẻ ở lại thêm một mùa rồi tới tháng 1 năm 2022 sẽ đàm phán sang Real dưới dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng có ai mà biết được lòng dạ con người sẽ thay đổi ra sao, nhất là khi Nasser Al-Khelaifi đã quyết tâm giữ chân bằng được siêu sao người Pháp bằng mọi giá, thậm chí chấp nhận trả anh mức lương cao nhất đội bóng hơn cả Messi và Neymar. Vậy nên, tương lai của Mbappe vẫn là nỗi đau đầu với Real Madrid. Thất bại trong thương vụ Kylian Mbappe chính thức biến mùa hè chuyển nhượng 2021 của La Liga trở thành một phiên chợ buồn tẻ nhất trong nhiều năm qua. Kỳ chuyển nhượng lần này chứng kiến Premier League liên tục đón ngôi sao lớn. Paris Saint-Germain khuynh đảo trời Âu bằng một loạt tân binh chất lượng. Còn La Liga, giải đấu từng thống trị châu Âu suốt nhiều năm qua đành phải lùi lại về sau, nhường sân khấu cho người khác. Nếu như mùa hè 2020 các đội bóng đều cháy túi vì khủng hoảng Covid-19 nên nỗi buồn là như nhau, thì tới 2021 mọi chuyện đã thay đổi. Khi người giàu vẫn cứ giàu lên, còn kẻ khó lại thêm khốn đốn. Real Madrid, Barcelona đã không còn thống trị thị trường chuyển nhượng, thậm chí còn phải chấp nhận cay đắng mất siêu sao vì những vấn đề liên quan tới tài chính. Thật bi đát cho hai gã khổng lồ La Liga. Trận El Clasico lượt đi mùa giải 2021-2022 diễn ra vào ngày 24 tháng 10 năm 2021. Cùng thời điểm đó, Mbappe, Messi và Neymar sát cánh cùng nhau trong trận Le Classic giữa Paris Saint-Germain và Marseille. Còn Manchester United với Cristiano Ronaldo trong đội hình chạm trán Liverpool ở Premier League. Liệu bạn sẽ theo dõi trận đấu nào? Những cái tên nào sẽ thu hút được sự chú ý của người hâm mộ? Một câu hỏi không quá khó đưa ra lời đáp và nó khiến La Liga thêm u sầu. Trong cuộc họp báo trước trận đấu vòng 3 La Liga vào thứ 6 ngày 27 tháng 8 năm 2021, Carlo Ancelotti phải đối mặt với nhiều câu hỏi liên quan đến Mbappe. Và thêm một câu nữa tổng quan hơn, rằng không có Mbappe, La Liga hiện có phải đang thiếu đi những cầu thủ tên tuổi hàng đầu hay không? Huấn luyện viên người Italia vẫn tự tin tuyên bố có rất nhiều ngôi sao lớn và chất lượng ở La Liga, nhưng xem ra chẳng mấy ai tin vào lời nói đó của Carletto. Một thập kỷ trước, hoàn toàn không nghi ngờ rằng La Liga và bóng đá Tây Ban Nha nói chung là nơi hội tụ những tinh tú sáng nhất thế giới bóng đá. Đội tuyển Tây Ban Nha vô địch 3 giải đấu liên tiếp từ năm 2008 tới 2012, trong khi các câu lạc bộ của họ thống trị những giải đấu thuộc UEFA. Từ năm 2006 đến 2018, Barca và Real đã giành tổng cộng 8 trong tổng số 13 danh hiệu Champions League. Không có đội bóng nào ở những giải vô địch quốc gia khác làm được tốt hơn họ. El Clasico vốn đã là một sự kiện lớn, càng trở nên hấp dẫn khi nó được coi là trận đấu bóng đá lớn nhất thế giới, ngang hàng với các trận chung kết Champions League, World Cup hay Euro về chất lượng, cũng như sự quan tâm của người hâm mộ. Khi Madrid đối đầu Barcelona, cả thế giới sẽ dừng lại. Mourinho từng nói như vậy vào năm 2012. La Liga tự hào luôn có khoảng 500 triệu khán giả trên toàn cầu dõi theo các trận El Clasico hàng năm. Trong vòng 10 năm, từ 2009 tới 2019, danh hiệu quả bóng vàng chỉ là cuộc chiến riêng của Real Barca, mà cụ thể là Messi và Ronaldo, xen lẫn một lần chiến thắng của Luka Modric vào năm 2018. Trong số 24 vị trí thuộc top 3 quả bóng vàng từ 2009 đến năm 2016, có tới 22 cầu thủ chơi bóng tại La Liga. Lọt thỏm với Frank Ribery, Manuel Neuer của Bayern Munich đều về 3 trong các năm 2013 và 2014 là những ngoại lệ. Đội hình tiêu biểu hàng năm của FIFA trong hơn một thập kỷ đều là El Clasico thu nhỏ. Barcelona và Real Madrid đã có hơn 100 lần có cầu thủ lọt vào danh sách 11 người hay nhất theo bình chọn từ FIFA mỗi năm kể từ khi nó ra đời vào năm 2005. Tiếp theo là Juventus 14 lần và Bayern Munich 13. 7 cầu thủ xuất hiện nhiều nhất trong danh sách đội hình tiêu biểu đó đều từng chơi cho Real hoặc Barca. Các ngôi sao ở tất cả những đội bóng khác từ mọi giải đấu đều khao khát gia nhập Barcelona hoặc Real Madrid. Những cầu thủ thuộc dạng người thừa của họ cũng đều vào loại hàng khủng ở nhiều giải đấu lớn khác. Còn những cá nhân xuất sắc nhất thì không thể khước từ cơ hội tới chơi bóng ở Camp Nou hoặc Bernabeu. Ngay cả Atletico Madrid và Sevilla cũng thể hiện sự vượt trội so với nhiều ông lớn châu Âu khi họ thi đấu ở đấu trường hạng 2 Europa League. Từ 2014 tới 2018, chứng kiến 5 chức vô địch Champions League đều thuộc về Real Barca, còn Sevilla cùng Atletico thống trị Europa League khi chinh chiến tại giải đấu này. Nhưng không có gì tồn tại mãi mãi, vạn vật khi lên tới đỉnh, ắt sẽ phải đi xuống.
thế hệ tuyển thủ Tây Ban Nha vĩ đại dần dần giã từ sự nghiệp, kéo theo đó là một loạt cuộc chia tay, mà đáng kể nhất là Ronaldo vào mùa hè 2018. Từ đó tới 2021, La Liga không còn đón thêm được một siêu sao chất lượng thực sự nào. Eden Hazard là nỗi thất vọng quá lớn dù được kỳ vọng rất nhiều. Mùa hè 2021 còn bi đát hơn khi thủ lĩnh của Los Blancos và Barca cùng nhau chuyển đến Paris Saint-Germain theo dạng chuyển nhượng tự do, với những bản hợp đồng mà cả Real Madrid và Barcelona đều không đủ khả năng chi trả về lương. Barca Real còn lại gì sau mùa hè chuyển nhượng 2021? Đó là một đội hình vẫn bấu víu vào những con người cũ với Los Blancos và thiếu đi sức sống của Barca. Những cá nhân xuất sắc nhất còn sót lại từ đội hình bách chiến bách thắng của Real Madrid thì đều đã trên 30 tuổi. Florentino Perez đã quyết tâm trẻ hóa từ năm 2018 và dồn hết tiền mua Mbappe cho cuộc phục hưng Los Blancos thì cuối cùng vẫn thất bại, ít nhất là cho tới trước năm 2022. Ông chủ Nhà Trắng muốn thay máu lực lượng, xây dựng thời kỳ chiến thắng mới. Eduardo Camavinga đã tới, nhưng Real vẫn cần một tên tuổi lớn để dẫn dắt thế hệ Z. Chỉ có điều, ngôi sao đó đã không gia nhập trong mùa hè 2021. Đội hình của Barcelona thời hậu Messi cũng thiếu vắng những tên tuổi lớn, đặc biệt là những cầu thủ trẻ. Gerard Piqué có tầm ảnh hưởng lớn nhất đội, nhưng những chấn thương khiến đóng góp của anh bị hạn chế nhiều. Antoine Griezmann, Coutinho và Ousmane Dembele đều là sự thất vọng. Bom tấn hè 2019 Griezmann đã bị trả lại Atletico dưới dạng cho mượn, là bằng chứng về sự chán nản của Barca. Memphis Depay, Frenkie de Jong, Petri là một số cá nhân nổi bật, nhưng có lẽ họ chưa đủ tầm để gánh vác đội bóng trong sứ mệnh thay thế hình ảnh của Lionel Messi. Trong bối cảnh đó, Atletico Madrid được coi là cái tên sáng giá hơn cả, nhưng đội hình của họ cũng chỉ đủ để đua vô địch La Liga, chứ chưa thể vươn ra châu Âu. Ngôi sao sáng nhất Luis Suarez cũng đang bước vào những năm tháng cuối sự nghiệp, và anh cũng rất ít có khả năng tăng thêm được sự chú ý bên ngoài sân cỏ. Sức hút của các đội bóng La Liga đã giảm xuống rõ rệt. Số lượng cổ động viên tới Bernabeu đã có xu hướng giảm dần từ thời điểm Ronaldo ra đi. Trận đấu đầu tiên sau khi anh không còn chơi cho Los Blancos, chiến thắng 2-0 ở La Liga trước Getafe vào tháng 8 năm 2018, ghi nhận lượng khán giả đến sân thấp nhất trong một thập kỷ là 48.446. Tỷ lệ khán giả trung bình trong 19 trận sân nhà của Real tại La Liga mùa giải 2018-2019 thấp nhất trong thế kỷ 21 với con số 60.645. Tác động của việc Messi ra đi với Kakule cũng tương tự, thậm chí còn lớn hơn. Một con số khổng lồ 26.538 hội viên Barca đã quyết định không gia hạn vé mùa giải 2021-2022. Trước đó, con số của mùa giải 2019-2020 lên tới 83.500. Nhiều điều đã xảy ra trong 2 năm qua, đại dịch Covid-19 rõ ràng là một yếu tố lớn. Nhưng 1/3 số người sở hữu vé mùa quyết định không gia hạn, thì dù có biện hộ ra sao, cũng không thể phủ nhận được tác động của việc không còn Messi. Nó tiêu tốn của câu lạc bộ khoảng 40 triệu euro. Hai trận sân nhà đầu tiên của Barca ở La Liga mùa giải 2021-2022 chỉ có 15.280 hội viên đăng ký mua vé cho trận mở màn mùa giải trước Real Sociedad và 19.136 cho trận gặp Getafe ở vòng 3. Theo quy chế của ban tổ chức La Liga, sẽ có 30.000 người hâm mộ được phép vào sân Camp Nou, nhưng con số thực tế thấp hơn nhiều. Việc hai ông lớn La Liga quyết bám trụ với dự án Super League cũng là cách để họ thoát ra khỏi tình cảnh khó khăn tài chính mắc phải. Kỳ chuyển nhượng hè 2021 đã phơi bày rõ ràng sự khốn đốn của hai câu lạc bộ bóng đá có giá trị lớn nhất hành tinh. Trong khi Paris Saint-Germain cùng các đại gia Premier League thi nhau tranh giành ngôi sao, thì Barca, Real đều phải bán trước rồi mới nghĩ tới chuyện mua sau. Một điều trái ngược hoàn toàn so với giai đoạn hoàng kim cách đây chưa lâu. Khi đó, Real Madrid giữ kỷ lục thế giới về phí chuyển nhượng trong 16 năm, bao gồm cả hai nhiệm kỳ của Florentino Perez trên cương vị chủ tịch. Hay khi Barca quyết định chi hơn 100 triệu euro cho một cầu thủ trong các năm 2017, 2018 và 2019. Thời huy hoàng đó nay chỉ còn là hoài niệm với các cổ động viên và sẽ gặm nhấm nỗi lòng của họ khi nghĩ về hiện tại, tương lai. Cú vồ hụt Kylian Mbappe là thất bại lớn về nhiều mặt của Real Madrid và cả La Liga. Tiền đạo người Pháp là siêu sao của bóng đá thế giới trong thập niên 2020. Để chứng minh cho sức hút của Kylian Mbappe, hãy so sánh lượng theo dõi của anh với tất cả các cầu thủ khác ở La Liga trên Instagram tính tới ngày 1 tháng 9 năm 2021. Ronaldo 336 triệu, Messi 276 triệu và Neymar 159 triệu nắm giữ top 3. Ngay sau đó là Mbappe với 57 triệu. Mặc dù anh còn trẻ và cho tới trước năm 2022 chỉ chơi bóng tại Ligue 1.
còn những cá nhân nổi tiếng nhất ở La Liga là Luis Suarez và Benzema đều chỉ có 42 triệu người theo dõi, Griezmann 34 triệu và Pique 19 triệu. Mbappe hot hơn nhiều so với tất cả những ngôi sao đã thành danh đó trước sinh nhật lần thứ 22. Ngôi sao trẻ được nhắc tên nhiều nhất Real Madrid thời gian qua là Vinicius Junior có 11,6 triệu theo dõi, con số quá khiêm tốn dẫu cho nhận được sự PR lớn của câu lạc bộ suốt từ năm 2018. Đó là một phần nguyên nhân lý giải cho nỗi ám ảnh của Perez về việc đưa Mbappe đến Bernabeu tới mức sẵn sàng chơi lớn 220 triệu euro ngay trong hè 2021, thay vì chờ đợi để có anh dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè 2022. Suy nghĩ về việc Mbappe sinh ra ở Paris sẵn sàng từ bỏ cơ hội chơi bóng bên cạnh Messi, khước từ mọi điều khoản nâng lương của Paris Saint-Germain để gia nhập Real Madrid là bằng chứng cho thấy sức hút, uy tín của Real và La Liga. Chủ tịch La Liga Javier Tebas vẫn nói cứng rằng giải đấu sẽ không mất đi hấp dẫn khi thiếu vắng những siêu sao, nhưng dù có nói thế nào cũng không thể phủ nhận thực tế phũ phàng trên sân bóng và khán đài. Một giải vô địch quốc gia hay là khi có sự cạnh tranh từ nhiều đội bóng, song La Liga khác biệt so với những giải đấu còn lại, bởi lẽ từ cả thế kỷ nay nó tồn tại hai siêu câu lạc bộ với sức mạnh khủng khiếp. Họ được coi là nơi hội tụ của các tinh tú, vậy nên kể cả khi Real Madrid, Barcelona cao bằng sức mạnh để dễ cạnh tranh hơn cho các đối thủ còn lại, người hâm mộ vẫn cho rằng đó là sự xuống cấp của giải đấu. Thời đại 4.0, vị thế của ngôi sao lại càng trở nên giá trị. Người ta ảo tưởng sức mạnh, ngáo quyền lực ngay cả khi là hot Facebooker, YouTuber hay TikToker, chưa từng nói tới việc nổi tiếng từ ngoài đời cho tới thế giới ảo như các danh thủ bóng đá. Không phải ngẫu nhiên giá trị cầu thủ đang ngày càng tăng phi mã, bởi lẽ thương hiệu cá nhân của một siêu sao đủ khả năng kéo sức hút cho cả đội bóng lẫn giải đấu lên cao. Bên cạnh đó là cảm xúc khi được theo dõi những ngôi sao xuất sắc nhất thi đấu luôn thú vị hơn nhiều so với việc chứng kiến một sự cân bằng mà thiếu đi điểm nhấn. Real Madrid đã rất hy vọng thành công trong việc ký hợp đồng với Mbappe. Đó là cách để họ tái khẳng định vị thế của đội bóng vô địch châu Âu nhiều nhất lịch sử, cũng như chứng minh rằng La Liga vẫn đủ sức hút với những tài năng lớn nhất, sáng giá nhất. Khả năng về việc Los Blancos sở hữu Mbappe dưới dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2022 là vô cùng khó đoán trước. Một khi đã ở lại thêm một mùa, cảm nhận được sự thú vị khi được chơi bóng trong một tập thể hùng mạnh, cũng như được ve vuốt bằng tiền, rất nhiều tiền, Kylian Mbappe hoàn toàn có động lực để gắn bó lâu hơn với đội bóng quê hương Anh. Khi đó, Real Madrid và La Liga coi như thua lớn về cả uy tín, hình ảnh lẫn chuyên môn. Siêu sao bóng đá lớn nhất thập niên 2020 sẽ không chơi bóng ở nơi từng là giải ngân hà. Có thể lắm chứ.